Chào các bạn nha, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn cây hoa giấy. Cây hoa giấy là một loại thực vật có hoa, một số địa phương gọi là cây bông giấy hay cây móc diều. Đây các bạn này, các bạn thấy cây hoa giấy không? Cây hoa giấy, những cánh hoa nó rất là mỏng đây các bạn, mỏng như tờ giấy. Cây hoa giấy nó có màu trắng hoặc là màu hồng nhá. Đây là cây hoa giấy ghép, cho nên nó có cả màu hồng và màu trắng. Cây hoa giấy này là cây hoa giấy tượng trưng cho cái đẹp về tình yêu các bạn nhé. Nó mỏng manh, nó dễ vỡ. Thân cây nó rất là nhiều gai. Đây, gai đấy các bạn này. Thân cây hoa giấy nó có nhiều gai lắm. Gai của nó sắc nhọn. Hoa rất là mỏng manh. Đây các bạn, đây cũng cây nữa này. Rất là nhiều hoa giấy. Hoa giấy này thì chúng ta có thể đặt để làm cây cảnh hoặc làm bonsai, hoặc cũng có thể trồng xong là nó leo cao ấy để làm bóng mát, để tạo bóng mát. Đây các bạn. Đây, hoa màu trắng này, còn đây là hoa màu hồng này và cả màu trắng. Đây là cây hoa giấy ghép. Ngoài ra cây hoa giấy này cũng có những tác dụng dược liệu nhất định nha. Người ta tìm thấy các chất ở trong cây có tác dụng như chống viêm, diệt khuẩn, giảm đường máu. Cây cũng được dùng như một vị thuốc trong đông y chữa một số bệnh ở phụ nữ. Mình ra đây chiêm ngưỡng cây này nhá. Rất là đẹp, hoa rất là đẹp các bạn. Rất là mỏng manh. Đây, mình đứng ở góc này nhìn nó mới rõ này. Thời điểm mà trồng cây hoa giấy thích hợp là từ tháng 4 đến tháng 9 hàng năm nhé. Và để trồng cây này thì người ta thường dùng phương pháp là dâm cành. Nên là chúng ta sẽ dâm cái chặt cái cành mà chúng ta dâm. Cây hoa giấy này dùng để làm cảnh cho nên được trồng trong một cái chậu như thế này. Để trồng cây hoa giấy này thì chúng ta sử dụng đất thịt nhiều dinh dưỡng nhé. Hoặc là các bạn có thể trộn sơ dừa, mùn cưa và vỏ trấu như một loại phân bón hữu cơ để đảm bảo dinh dưỡng và độ tơi xốp cho cây. Và trồng hoa giấy này chúng ta sẽ trồng ở ngoài trời nắng. Và chúng ta sẽ thường xuyên tưới nước cho chúng để cây có thể phát triển. Đây các bạn. Để có thể có được một cây hoa giấy như thế này là cả một quá trình. Đây này, lai tạo ghép giống thì chúng ta mới được những cái đóa hoa như thế này. Đấy, các bạn rất là đẹp, mỏng manh, rất xinh tươi.
cái gai của chúng này, gai của chúng này rất là nhọn, rất là sâu. Hoa rất là mỏng manh, rất là đẹp. Đấy, đúng tượng trưng cho tình yêu. Đây các bạn. Đây này, nếu mà làm bonsai thì chúng ta sẽ quấn những cái cành này này. Đấy, những cái cành này chúng ta sẽ không để cho nó mọc loài xòe này, mà chúng ta sẽ quấn nó vào. Đấy. Chúng ta quấn như này. Quấn nó vào để tạo thế. Tạo thế bonsai. Khi trồng ở trong chậu này chúng ta phải bón phân định kỳ nhé. Nếu mà không thì cây sẽ không đủ chất dinh dưỡng để có thể phát triển tiếp. Các bạn đây này. Đây, cây hoa giấy này nó ở trong chỗ này nó cớm cho nên nó không được nhiều hoa như những cây khác. Đấy, vì thế nhưng cây này rất là ưa ánh sáng các bạn. Đây, những cái gai non của nó này. Gai non này, gai bé. Đây, bông hoa, cận cảnh bông hoa giấy này. Có những cái nhụy trong màu trắng trắng. Mình thì mình thích hoa giấy màu hồng này. Rất là đẹp. Trồng hoa giấy này chúng ta trồng như trên một cái giàn ấy. Xong là bắt cái cánh cổng nhà mình ấy. Xong trồng cái hoa giấy lên lúc con nở hoa rất là đẹp. Hai màu các bạn, màu trắng và màu hồng, hồng tím, không hồng hẳn mà hồng 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 tím tím, lại kép hai màu này, dưới trắng trên là hồng, rất là đẹp.